Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là lúc doanh nghiệp bận rộn với nhiều công việc để cố gắng hoàn tất trong năm cũ. Việc thì nhiều, vậy nhưng người lao động cũng phải đối mặt với nhiều lo lắng về vấn đề thưởng Tết. Hàng năm cứ vào khoảng thời gian này, chuyện thưởng Tết được đem ra bàn bạc, có người than thở nhẫn nhịn, chịu đựng để lãnh thưởng Tết xong là nghỉ việc, có người lại mang trong mình niềm hy vọng sẽ được nhận thưởng Tết cao cho một năm cố gắng. Khoản tiền thưởng Tết được người lao động mong chờ được coi là động lực làm việc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có xu hướng sa thải nhân sự nghỉ việc vào dịp cuối năm để hạn chế bất khoản tiền thưởng này. Trước vấn đề nhức nhối trên, liệu người lao động có nên bỏ tư duy thưởng Tết hay không? Sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu. Những ngày qua, chắc hẳn tại nhiều công ty doanh nghiệp, chủ đề thưởng Tết luôn là đề tài nóng trong các cuộc bàn tán của nhân viên. Không dừng lại tại đó trên các diễn đàn nhân sự review công ty dù pháp luật không quy định nhưng thưởng tết thường được hiểu do người sử dụng lao động quyết định được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở bằng quy chế thưởng hình thức thưởng tết cho người lao động tùy thuộc vào văn hóa doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp có những người mặc dù đã chán công việc hiện tại vậy nhưng chỉ còn vài tháng nữa là nhận thưởng tết cho một năm làm việc cật lực vì vậy họ đành cố gắng làm qua tết để nhận được thưởng xứng đáng những người không muốn tiếp tục công việc thì lựa chọn nghỉ việc trước Tết, đồng nghĩa với việc khoản thưởng này sẽ không được chi ra. Sẽ không công bằng nếu những người làm việc phần lớn thời gian trong năm nhưng bị cúp luôn khoản thu nhập này khi nghỉ việc. Bên cạnh lý do tới từ người lao động, nhiều doanh nghiệp công ty lờ đi khoản thưởng Tết, thậm chí họ còn sa thải bớt nhân viên vào cuối năm với lý do công ty gặp khó khăn. Vì thế mà dịp đầu năm, nhiều lãnh đạo cơ quan, chủ doanh nghiệp than phiền chuyện nhân viên lĩnh thưởng Tết xong thì nghỉ. Theo họ, nhân viên hành xử như vậy là chơi xấu, khôn lỏi, đẩy công ty vào thế bị động tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ người lao động chính việc quỵt tiền thường tết của những nhân viên nghỉ việc khi chưa làm đủ năm hoặc nghỉ trước khi chi thưởng là hành vi chơi xấu của nhiều công ty khoản tiền mà chúng ta quen gọi là thường tết hiện nay ít mang tính chất thưởng vốn chỉ dành cho những người có thành tích xuất sắc hoặc có công trạng cụ thể nào đó tuy cao thấp khác nhau nhưng thưởng tết lâu nay là khoản mọi người đều có nó thực chất là một phần thu nhập được dành lại vào dịp cuối năm âm lịch để mọi người có một khoản tiền kha khá trước khi nghỉ tết bên cạnh những người cho rằng thưởng tết là điều cần có nhưng cũng có ý kiến nói nên bỏ thưởng tết và chia luôn tiền mỗi tháng cho nhân viên tại sao chúng ta không bỏ luôn thưởng tết thay vào đó các công ty chia luôn khoản tiền dự định dành cho thưởng tết vào thu nhập hàng tháng của nhân viên như vậy mức thu nhập hàng tháng của họ sẽ tăng lên đáng kể sức hấp dẫn của công ty càng cao khi tuyển nhân sự mới nhân viên thì được nhận tiền tươi thóc thật không phải dài cổ chờ đến tết mới biết mình được thưởng bao nhiêu và quan trọng nhất là đảm bảo công bằng khi mọi người nhận được số tiền tương ứng với công sức bỏ ra cuối năm công ty chỉ cần chi một số tiền nhỏ khác làm phần thưởng cho những người xuất sắc có thành tích cao đó mới là tiền thưởng đúng nghĩa bỏ thưởng tết các công ty sẽ chủ động hơn trong công tác nhân sự bởi ai muốn nhảy việc sẽ đường đường chính chính báo nghỉ không phải cố gắng kéo dài thời gian ở lại trốn cũ khi không còn hứng thú công hiến cho nơi đó công ty sẽ không phải chịu thiệt khi phải trả lương cho những người không làm việc với toàn bộ nhiệt huyết, hiệu quả khó đạt mức tối đa. Thực tế, nếu như năm 2023, mức thưởng Tết nguyên đán quý mão cao nhất tại Hà Nội đạt 400 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, thì năm 2024, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 205 triệu đồng trên một người, thấp nhất là 500.000 đồng trên một người. Sở Lao động Thương minh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin về tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở báo cáo của hơn 3.000 doanh nghiệp. So với mức thưởng Tết các năm trước, mức thưởng cao nhất tại Hà Nội giảm một nửa. Nhận định về tình hình thưởng Tết năm 2024, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho hay, qua nắm mắt sơ bộ, đến nay các doanh nghiệp đã có phương án thưởng Tết cho người lao động ông phòng cho biết tất cả các doanh nghiệp tùy theo tình hình hoạt động của mình sẽ có những mức thưởng phù hợp với từng ngành nghề điều kiện và hoạt động kinh doanh trong thời gian qua lương thưởng năm nay chắc chắn sẽ có điều chỉnh tăng ở mức phù hợp song cụ thể còn tùy từng doanh nghiệp tiền thưởng dù không phải khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động song theo thống kê của bộ lao động thương minh và xã hội qua các năm cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng tết chỉ trừ một số trường hợp rất khó khăn vậy nhưng mức thưởng tết năm nay có những người chỉ được vài trăm nghìn tiền thưởng tết Liệu rằng điều đó có xứng đáng hay không? Và cách loại bỏ định nghĩa thưởng Tết và chi trả luôn vào lương của nhân viên hàng tháng, điều này có mang tới nhiều tích cực hơn hay không? Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trước tác động của tình hình thế giới, ngành lao động cũng dự báo thưởng Tết năm nay sẽ không cao, có khả năng ngang bằng, thậm chí thấp hơn năm trước. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, con số lao động thất nghiệp không mấy khả quan. Năm 2023 được đánh giá là khó khăn và đầy biến động nhiều lao động ở cả khu vực công và tư vẫn thấp thỏm, lo không có thưởng Tết. Trong thời gian vừa qua, rất nhiều những vụ việc người lao động bỗng dưng mất việc vì công ty khó khăn cuối năm, đồng nghĩa với điều này họ hoàn toàn không có khoản tiền thưởng Tết dù vẫn làm việc gần hết năm. Mới đây tại Bắc Giang, hơn 200 người lao động bị nợ lương, bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng sau khi Tổng Giám đốc người Hàn Quốc về nước mà không trở lại làm việc. Mất việc vào dịp cuối năm, một công nhân tại công ty trên cho biết rất lo lắng. Hai tuần đầu, anh đi làm việc với đối tác cũ của công ty ở Bắc Ninh, nhưng sau đó do đi lại bất tiện, cả đi cả về mất gần 2 tiếng, nên anh quyết định nghỉ, đi làm phụ hồ gần nhà. Làm công việc mới, mỗi ngày anh hiện được khoảng 450.000 đồng. Tuy ngày công được trả khá cao, nhưng công việc bấp bênh, ngày làm, ngày nghỉ. Người này cho biết Tết năm ngoái, thưởng Tết tại công ty này không cao, chỉ được 2 triệu đồng. Số tiền ít ỏi như trên không đủ để gia đình tôi chi tiêu dịp Tết. Theo một công nhân khác chia sẻ nối tiếc, khi trong năm 2023, mình và nhiều công nhân khác đã làm việc 10 tháng tại công ty trước khi công ty ngừng sản xuất nhưng lại không có khoản tiền thưởng Tết năm 2024. Cũng bị mất việc, nhưng do chủ động xin nghỉ việc, chị Nguyễn Thị Hát, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội không có khoản thưởng Tết vào năm nay. Vào tháng 7 năm 2023, chị Hát chấm dứt hợp đồng với một công ty trong khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Gắn bó với công ty mười mấy năm, khi phải dứt áo ra đi, chị Hát vô cùng tiếc nuối. Nói về thưởng Tết, chị Hát kể, năm trước chị được 12 triệu đồng, tương đương với thu nhập của một tháng. Vậy nhưng năm nay, chị hoàn toàn không có khoản nào. Nhiều người lao động đã bày tỏ lo ngại về việc thưởng Tết năm nay thấp hơn năm ngoái, trong khi nhiều gánh nặng phải lo lắng hơn không chỉ lo lắng về thưởng Tết mà nhiều doanh nghiệp vẫn còn tình trạng nợ hoặc thanh toán chưa đủ lương trong năm cho nhân viên, vì tình trạng khó khăn càng khiến nỗi lo về một mùa Tết buồn bao phủ một bộ phận không nhỏ người lao động. Chị Lê Thị Tâm 38 tuổi cho biết mình đến từ Tuyên Quang nhưng sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được 10 năm. Xa quê, nhớ nhung gia đình, chị Tâm có ý định trở về quê hương để ăn Tết nguyên đán giáp thìn từ đầu năm nay. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, tình hình kinh tế khó khăn cùng với việc chưa được công ty chủ quản thanh toán tiền lương trong năm 2023 càng khiến cho những dự định của chị đến gần hơn với việc phải tạm hoãn lại. Trong bối cảnh kinh tế mới phục hồi sau đại dịch COVID-19, quan sát cho thấy nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thậm chí phải giãn việc, ngừng việc, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người lao động hàng tháng cũng như cuối năm. Theo nhận định chung, nhiều khả năng năm nay sẽ xuất hiện các doanh nghiệp trắng thưởng Tết năm 2024. Nhìn nhận về mức thưởng Tết năm nay, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá rằng tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đã ổn định được cơ cấu, đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn, thiếu đơn đặt hàng và suy giảm sức chống chịu do chịu tác động ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Ông hiểu dự báo, tình hình thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ khó tránh khỏi những khó khăn. Được biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề đảm bảo một mùa Tết nguyên đán, giáp thì năm 2024 ấm no cho người dân, Thủ tướng Chính phủ vừa qua đã ra chỉ thị số 30 CTTTG. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương minh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương, tập trung giả soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, để quan tâm, chăm lo, kịp thời có các hỗ trợ phù hợp. Chỉ thị cũng nêu rõ việc các cơ quan có thẩm quyền phải chủ động tích cực quan tâm tới đời sống của người dân với tiêu chí là ai cũng được đón Tết nguyên đán giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Ngoài ra cần thực hiện đầy đủ chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết nguyên đán. Thường Tết là một vấn đề gây nhức nhối hiện nay, không chỉ đối với người lao động mà với các doanh nghiệp sử dụng lao động cũng trở nên lao đao với những khó khăn trên theo quý vị khái niệm thưởng tết có nên loại bỏ hay không hãy để lại cho chúng tôi một bình luận về vấn đề này cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo